Theo hồ sơ, Nguyễn Thị The đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên Mai Vàng, cung cấp thông tin có hai con cua, mấy con vọt, năm con thòi lòi mà nó lấy 2 triệu 500 ngàn để nói về việc trả tiền tại một quán ăn thuộc ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Thông tin trên đã được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội. Qua xác minh, cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau đã xác định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Ngày 1 tháng 8, bà The cùng chồng và ba người thân có ăn uống tại quán Hương Đất Mũi và hóa đơn thanh toán bữa ăn là 1 triệu 284 ngàn đồng, không đúng như thông tin đăng tải trên mạng. Tại buổi làm việc, Nguyễn Thị The đã thừa nhận vi phạm. Với sai phạm trên, bà The bị xử phạt 7 triệu 500 ngàn đồng theo quy định.